Cuộc thăm dò do CBS News và YouGov thực hiện ngay sau cuộc tranh luận cho thấy 28% cử tri đã đăng ký rằng ông Biden nên tiếp tục tranh cử tổng thống, trong khi 72% cho rằng ông nên từ bỏ. Tỷ lệ người ủng hộ đã giảm đáng kể so với tháng 2, khi cuộc thăm dò của CBS News cho thấy 37% nói rằng ông Biden nên tranh cử. Trong số các cử tri đã đăng ký của Đảng Dân Chủ, 54% cho rằng ông Biden nên tiếp tục tranh cử và 46% cho rằng ông nên dừng lại. Cuộc thăm dò cũng cho thấy chỉ 27% cử tri đã đăng ký cho rằng ông Biden có đủ sức khỏe tâm thần và nhận thức để làm tổng thống, trong khi 72% đưa ra nhận định ngược lại. Trong khi đó, 50% cho rằng ông Donald Trump có đủ sức khỏe tâm thần và nhận thức để làm tổng thống, 49% đưa ra nhận định ngược lại. Các nhà lãnh đạo của Đảng Dân Chủ và các nhà tài trợ hàng đầu của đảng này ngày 30 tháng 6 đã kêu gọi tiếp tục ủng hộ ông Joe Biden làm ứng cử viên tranh cử tổng thống. Việc công khai thể hiện sự ủng hộ dành cho ông Biden trái ngược hoàn toàn so với những lo lắng riêng tư của các nhà lập pháp và các nhà hoạt động của Đảng Dân Chủ, những người vẫn lo ngại về khả năng Tổng thống đương nhiệm có thể đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump, cũng như khả năng đảm đương chức vụ của ông ở tuổi 81. Cho dù tâm trí đang hướng về một danh sách, trong đó có Phó Tổng thống Kamala Harris, Thống đốc Illinois Pritzker, Thống đốc Kentucky Andy Beshear, Thống đốc California Gavin Newsom, những nhân vật có ảnh hưởng nhất của Đảng Dân Chủ vẫn là những lời ủng hộ công khai dành cho ông Biden. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cho rằng cuộc tranh luận là một bước lùi đối với ông Biden, nhưng ông nhấn mạnh một bước lùi cũng giống như một sự chuẩn bị trở lại. Ngay cả cựu Tổng thống Barack Obama cũng lựa chọn những từ ngữ một cách thận trọng khi nói rằng ông Biden có những giá trị phản ánh những điều tốt đẹp nhất ở Mỹ. Trong bối cảnh chỉ còn hơn 4 tháng nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, các thành viên Đảng Dân Chủ thừa nhận những thách thức đối với ông Biden, đồng thời họ cũng đang tính cách để xây dựng một kế hoạch dự phòng hợp lý. Một số thành viên giấu tên cho biết Đảng Dân Chủ đang lo ngại về hầu hết mọi kịch bản tiếp tục với ông Biden, đề cử bà Kamala Harris hay đề cử những người khác, thậm chí là cả những đêm dài với các cuộc bỏ phiếu liên tiếp. Ông James Jobe, thành viên Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ, nói rằng đảng này nên mở rộng quy trình để đề cử tìm ứng cử viên mới. Dù vậy, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Nebraska James Clapp cho biết đã quá muộn cho bất kỳ động thái tìm người thay thế nào. Chủ tịch Đảng Dân Chủ nói, những cáo buộc thảo luận như vậy phải diễn ra cách đây 1 hoặc 2 năm vào thời điểm này nó đã kết thúc. Đó sẽ là cơn bão cấp 5. Một quan chức hàng đầu của Đảng Dân Chủ bày tỏ lo ngại nếu ông Biden từ bỏ cuộc đua, mọi người không hiểu được tác động khủng khiếp như thế nào. Một nhà tài trợ lớn của Đảng Dân Chủ cho biết, tôi đã nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể đổi người và giành chiến thắng. Nếu ông Biden là người được đề cử, tất cả chúng tôi đánh liều tất tay. Nếu ai đó khác là người được đề cử, đó cũng là một canh bạc tất tay. Ông Biden đã dành cả ngày cuối tuần tại trại David, nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống Maryland, cùng với đệ nhất phu nhân Jill Biden và các thành viên trong gia đình. Theo nguồn tin, các thành viên trong gia đình ông Biden đã ủng hộ ông tiếp tục chiến dịch tranh cử. Tổng thống Biden sau đó cho biết ông sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua. Ông cũng đã nhận được sự ủng hộ của các nhân vật quan trọng trong Đảng Dân Chủ, bao gồm cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Thượng nghị sĩ Raphael Warnock và Thống đốc Maryland Westmore. Bà Pelosi cho biết ông Biden đã có màn thể hiện không tốt, nhưng ông vẫn tỏ ra sắc bén và thành tích của ông cho thấy sự tương phản trong nhiệm kỳ thứ hai tiềm năng của ông Trump. Cựu Chủ tịch Hạ viện Pelosi nói với CNN rằng, chúng tôi nhìn thấy ông Joe Biden đang ở rất gần vạch đích. Các trợ lý của chiến dịch tranh cử của ông Biden cũng đã lập luận rằng Đảng Dân Chủ hiện tại không ai có thể làm tốt hơn Tổng thống đương nhiệm để đánh bại ông Donald Trump. Một cố vấn cấp cao của ông Biden nói với CNN rằng một ứng viên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bằng cách tập hợp tất cả mọi người dưới một biểu ngữ để nắm chắc phần thắng thì ứng viên đó có cơ hội tốt nhất là người đã từng ở Nhà Trắng, có thành tích lịch sử và đã từng đánh bại ông Donald Trump. Khi được hỏi về kết quả thăm dò của CBS, Molly Murphy, người đã thực hiện thăm dò cho chiến dịch tranh cử của ông Biden nói rằng Tổng thống đương nhiệm hoàn toàn có thể giành được chiến thắng trong cuộc đua bất chấp những con số đó. Ông Murphy nói, khi hỏi các cử tri rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ai giữa Joe Biden và Donald Trump, thì những gì chúng tôi nhận thấy các cử tri vẫn đang ủng hộ Tổng thống. Trong diễn biến liên quan, trong ngày 1 tháng 7, Tòa án tối cao Mỹ đã đưa ra phán quyết với tỷ lệ 6 phiếu thuận, 3 phiếu chống, kết luận rằng ông Donald Trump được hưởng quyền miễn trừ truy tố với các hoạt động công vụ của Tổng thống. Tuy vậy, các hành động dưới tư cách cá nhân sẽ không được miễn trừ. Truyền thông Mỹ nhận định phán quyết này sẽ khiến cho vụ kiện liên quan tới cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020 của ông Trump bị trì hoãn lâu hơn. Nhưng đây là một động thái có lợi cho ông Trump, bởi nếu thắng cử vào tháng 11, ông có thể yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp hủy bỏ các cáo buộc liên bang.
Ông Trump sau đó đã lên tiếng ca ngợi phán quyết của tòa án tối cao, mô tả đây là chiến thắng lớn cho hiến pháp và nền dân chủ Mỹ. Ngoài bình luận về phán quyết nêu trên, ông Trump cũng đã lên tiếng về việc tranh luận mới đây với Tổng thống Biden. Ông Trump nói, tôi có đôi chút thất vọng, mọi người chỉ tập trung vào màn thể hiện kém cỏi của ông Biden, chứ không để ý đến việc tôi đã trình bày tốt ra sao. Nhưng điều quan trọng nhất là kết quả cuối cùng vẫn rõ ràng. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa lên tiếng cảnh báo phán quyết của tòa án tối cao về quyền miễn trừ truy tố với ông Donald Trump là một tiền lệ nguy hiểm. Theo hãng tin Reuters, ngày 2 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích phán quyết của tòa án tối cao về quyền miễn trừ của Tổng thống, vốn được coi là chiến thắng cho đối thủ tranh cử của ông, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông gọi đây là tiền lệ nguy hiểm gây bất lợi cho chính người dân Mỹ. Trong những bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho biết quyết định này có nghĩa là ông Trump rất khó có thể phải ra tòa trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tới đây vì tham gia vào vụ tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Ông Biden nói, quốc gia này được thành lập dựa trên nguyên tắc rằng không có ngoại lệ ở Mỹ, mỗi người chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật, không ai, không cá nhân nào đứng trên pháp luật, ngay cả Tổng thống Mỹ cũng vậy. Tòa án tối cao Mỹ đã ra phán quyết vào ngày 1 tháng 7 rằng ông Trump không thể bị truy tố vì bất kỳ hành động nào nằm trong quyền hạn hiến định với tư cách là Tổng thống, nhưng có thể bị truy tố vì các hành vi cá nhân. Đây là một phán quyết mang tính bước ngoặt, lần đầu tiên công nhận bất kỳ hình thức miễn trừ truy tố nào đối với Tổng thống. Tổng thống Joe Biden đang chạy đua tái tranh cử với ông Donald Trump và đã chỉ trích gay gắt hành động của đối thủ liên quan đến vụ người biểu tình tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 do những người ủng hộ ông Donald Trump thực hiện. Tổng thống Biden nói, hiện tại, người đã đưa đám đông đó đến tòa nhà Quốc hội Mỹ đang phải đối mặt với khả năng bị kết án hình sự vì những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Người dân Mỹ xứng đáng có câu trả lời tại tòa án trước cuộc bầu cử sắp tới. Ông Biden nhấn mạnh, công chúng có quyền được biết kết quả của cuộc truy tố đó trước cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay, nhưng cho rằng bây giờ vì quyết định của tòa án, điều đó rất khó xảy ra. Đó là một điều bất công khủng khiếp đối với người dân ở quốc gia này. Kênh CNN của Mỹ cũng dẫn lời ông Biden nêu rõ, phán quyết của tòa án tối cao ngày hôm nay về quyền miễn trừ của Tổng thống đã tạo ra sự thay đổi căn bản. Về mọi mặt trên thực tế, hầu như không có giới hạn nào đối với những gì mà Tổng thống có thể làm. Đây là một nguyên tắc mới và là một tiền lệ nguy hiểm vì quyền lực của chức vụ này sẽ không còn bị luật pháp hạn chế nữa, ngay cả với tòa án tối cao của Mỹ. Ông Biden cũng liên tục cảnh báo rằng giới hạn quyền lực của Tổng thống hiện chỉ nằm ở người nắm giữ chức vụ và những lựa chọn mà người đó đưa ra, và lưu ý rằng ông Trump sẽ là mối nguy hiểm trong vai trò đó. Bài phát biểu chính trị đáng chú ý trên của Tổng thống Joe Biden diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với chiến dịch tranh cử của ông khi cố gắng vượt qua những lo ngại dai dẳng về tuổi tác, vốn đã trầm trọng hơn sau màn tranh luận Tổng thống đáng thất vọng của ông vào tuần trước. Màn thể hiện không ổn định đã gây ra lo lắng cho những nhà tài trợ hàng đầu của Tổng thống Biden và đặt ra những câu hỏi cho Đảng Dân Chủ về việc liệu ông có nên tiếp tục tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ hay không. Có vẻ như cả ông Biden và ông Trump đang tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 với mục đích duy nhất là đánh bại đối phương. Họ không nhắc gì đến sự đoàn kết hay hàn gắn nước Mỹ. Không thể tìm thấy một sự đối lập nào lớn hơn trong cách mà ông Biden và ông Trump chuẩn bị cho cuộc tranh luận. Không ai nhìn thấy bóng dáng ông Biden trong suốt một tuần vừa rồi. Ông ấy đã ẩn mình trong một khu nghỉ biệt lập dành cho Tổng thống, trại David, để chuẩn bị cho cuộc tranh luận, tham khảo ý kiến của 16 cố vấn đáng tin cậy và tập dượt các câu trả lời. Có lẽ chính sự chuẩn bị này đã gây tổn hại cho ông Biden. Rất có thể, ông đã bị nhồi nhét cả núi thông tin và lời khuyên, và ngay giây phút cuộc tranh luận bắt đầu thì hầu hết số thông tin này đã bị ném ra ngoài cửa sổ. Ngược lại, ông Trump vẫn tiếp tục rong ruổi khắp nước Mỹ trong một lịch trình vận động tranh cử dày đặc. Ông thừa nhận rằng bản thân không nghiên cứu hay tập dượt gì cả. Và đúng như dự đoán, nhiều câu trả lời của ông quanh co vòng vo, thông tin lặp lại như thường thấy. Tuy nhiên, ông Trump vẫn nêu bật được những nội dung quan trọng bằng cách tấn công trực diện vào ông Biden. Nhấn mạnh những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ của mình liên quan đến kinh tế, an ninh biên giới, xử lý các vấn đề liên quan đến NATO và chỉ ra những yếu kém trong cách giải quyết các vấn đề này của chính quyền hiện tại. Khi nói về các vấn đề chính sách, ông Trump thể hiện phong thái tự tin, mạnh mẽ và chiến thắng trong phần lớn thời gian.
Có hai vấn đề khiến ông Trump ấp úng. Ông tỏ ra không chắc chắn và quá e dè khi trả lời các câu hỏi liên quan đến cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại tòa nhà Quốc hội, nơi ông bị buộc tội sai về tội nổi loạn và phiên tòa chính trị được dàn dựng để xét xử ông tội can thiệp bầu cử. Ông Trump đã bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng để nói về vụ án xử lý tài liệu mật của ông Biden. Công tố viên đã quyết định không buộc tội ông Biden vì lý do tuổi tác và sức khỏe tâm thần của ông ấy. Thực tế là ông Biden đã hủy bỏ Hiệp ước Abraham, đang bước đầu góp phần giảm xung đột ở Trung Đông giữa các nước Hồi giáo và Israel. Những sự cường điệu trước cuộc tranh luận giữa ông Biden và ông Trump. Những ngày trước khi diễn ra cuộc tranh luận giữa Tổng thống đương nhiệm Biden và người tiền nhiệm, truyền thông chính thống và ekip vận động tranh cử của ông Biden đã phủ kín tin tức với những mong đợi dành cho hai ứng cử viên. Họ đã đặt ra nhiều tiêu chuẩn cho màn trình diễn kém cỏi của ông Biden. Lý luận của họ là chỉ cần ông đạt mức bình thường, cũng đủ để được coi là chiến thắng. Ai cũng biết, ông Biden luôn thấy khó khăn khi phát biểu trước công chúng, khi tổ chức họp báo và khi xuất hiện trên truyền hình. Kế hoạch của ông Biden là tô đậm những thành tựu chính sách của mình, điều mà công chúng không mấy đánh giá cao. Tuy nhiên, CBS News trích dẫn tuyên bố của Nhà Trắng rằng ông Biden sẽ có một số bất ngờ lớn dành cho đối thủ của mình. Thực tế, không có bất ngờ lớn nào cả. Ông Biden đã có một màn thể hiện kém cỏi đến mức rất có thể ông đã làm mất đi rất nhiều sự ủng hộ dành cho mình. Ông Trump là một nghệ sĩ giải trí và người trình diễn. Ông Trump thích tương tác trực tiếp với công chúng, nhưng điều ông cần phải làm là tăng cường kiến thức về các sự kiện và chính sách. Ông đã vận dụng hiệu quả lối châm biếm mỉa mai, hài hước và cường điệu khi tấn công đối thủ của mình. Ví dụ trước cuộc tranh luận, ông Trump đã nhiều lần thách ông Biden xét nghiệm sử dụng chất kích thích với niềm tin rằng nếu ông Biden có màn trình diễn tốt hiếm hoi thì đó chắc chắn là nhờ chất kích thích trợ giúp. Dưới con mắt của truyền thông, ông Trump là đối tượng bị soi xét từng lời nói, ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm khuôn mặt và từng cái đảo mắt. Tiêu chuẩn đặt ra cho ông Trump ở mức cao gần như không thể đạt được để trở thành người thắng cuộc. Ông Trump đã vượt qua được những mong đợi và đã duy trì được sự ủng hộ của những cử tri trung thành, và có lẽ còn củng cố điều đó vững chắc hơn nữa. Chiến lược tranh luận giữa ông Biden và ông Trump. Cử tri Mỹ không lạ gì cả hai ứng cử viên Biden và Trump, vậy nên mỗi ứng cử viên sẽ để cho đối phương của mình bộc lộ hết bản ngã, và với hình thức tranh luận này, điều đó đã xảy ra đúng như vậy, cả hai đã bộc lộ đúng bản chất trước công chúng. Các câu trả lời của ông Biden tập trung vào việc phủ nhận rằng các chính sách của ông đang thất bại trên mọi phương diện. Về đối ngoại, đó là việc quản lý yếu kém trong hoạt động rút quân khỏi Afghanistan, xung đột Ukraine-Nga, chiến tranh Israel-Palestine và các vấn đề liên quan đến Iran, Triều Tiên, Liban và Yemen. Ông Trump phản bác một cách thuyết phục rằng không có cuộc giao tranh nào phát sinh trong nhiệm kỳ của ông và rằng chính những hành động hoặc việc không hành động của chính quyền Biden đã dẫn đến các cuộc xung đột. Về chính sách đối nội, ông Biden đã không thể biện giải cho các quyết định của mình khiến các vấn đề lạm phát, kinh tế, nhập cư, nợ công và tội phạm vượt tầm kiểm soát. Chỉ có 36% người dân Mỹ cho rằng ông Biden đang làm tốt vai trò Tổng thống, trong khi chỉ có 26% nghĩ rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng. Ông Trump đã đưa ra lập luận thuyết phục rằng nước Mỹ mà ông bàn giao cho ông Biden năm 2020 đang ở tình trạng tốt. Tuy nhiên, cả hai ứng cử viên Biden và Trump đều đưa ra rất nhiều thông tin sai trong cuộc tranh luận. Ông Biden tuyên bố rằng không có binh lính Mỹ nào thiệt mạng trong nhiệm kỳ của ông, nhưng thực tế là 13 binh lính Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc đánh bom cảm tử ở sân bay Kabul trong đợt rút quân khỏi Afghanistan, và 3 binh lính thiệt mạng trong cuộc tấn công ở Jordan vào tháng 1 năm nay. Ông Biden tuyên bố ông Trump đã chia tách các gia đình nhập cư bất hợp pháp và để họ phải sống trong những chiếc lồng thép. Nhưng điều đó đã diễn ra từ dưới thời Tổng thống Obama. Ông Trump tuyên bố những người nhập cư bất hợp pháp về cơ bản là những người có vấn đề về thần kinh, những kẻ buôn ma túy, tội phạm hoặc khủng bố. Có hàng nghìn người như vậy. Nhưng so với tổng số ít nhất 10 triệu người nhập cư bất hợp pháp được tiếp nhận vào Mỹ trong nhiệm kỳ của ông Biden, theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Quốc hội, thì con số đó chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số quá lớn.
cả ông Biden và ông Trump đều có những lời lẽ lăng mạ cá nhân rất khó nghe khi bàn cãi về chính sách, hiệu suất công việc và tính cách của nhau. Ông Biden gọi ông Trump là một tên tội phạm bị kết án vì ông đã bị kết tội trong một phiên tòa được dàn dựng do chính quyền Biden thúc đẩy và hậu thuẫn. Một công tố viên cấp cao của Bộ Tư pháp đã được chuyển về tòa án bang New York để truy tố ông Trump. Sau đó, vị công tố viên này đã vẽ ra một tội danh hình sự mới bằng việc truy tố một tội danh ở tòa cấp bang mà lẽ ra thuộc thẩm quyền của luật liên bang. Ông Biden cũng cáo buộc ông Trump có quan hệ nam nữ phức tạp với một diễn viên và vô đạo đức. Ông Trump chỉ ra rằng con trai của ông Biden là Hunter Biden mới chính là một tên tội phạm bị kết án liên quan đến việc sở hữu súng và ma túy bất hợp pháp. Cả hai đều gọi nhau là tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông Biden đã có một màn lăng mạ xấu xí hơn ông Trump một cách bất thường. Cả ông Biden và ông Trump đã không bắt tay nhau cả trước và sau cuộc tranh luận. Đáng chú ý là trong phần phát biểu khép lại màn tranh luận, không ứng cử viên nào đưa ra được chương trình nghị sự tích cực với những hy vọng cho tương lai. Tổng thống Obama là người hiểu được sự cần thiết phải làm điều này khi lấy khẩu hiệu chiến dịch là hy vọng và thay đổi. Cả hai ứng cử viên năm nay, ông Biden và ông Trump đều không đả động gì đến sự đoàn kết hay hàn gắn nước Mỹ. Một thành viên trong một cuộc phỏng vấn nhóm tập trung đã nói rất đúng rằng có vẻ như ông Biden và ông Trump đang tranh cử với mục đích duy nhất là đánh bại đối phương.